Tại Mỹ mở rộng vừa qua, Novak Djokovic đã phải bỏ cuộc ở vòng 4 vì chấn thương vai khi đối đầu với Stan Wawrinka. Trong chia sẻ mới đây, tay vợt người Serbia cho hay quá trình hồi phục chấn thương của anh đang diễn ra rất suôn sẻ. Theo nguồn tin từ AFP, Djokovic đã có thể ra sân tập luyện nếu không có bất ngờ nào xảy ra. Nole sẽ tái xuất ở sự kiện ATP 500 diễn ra tại Tokyo. Hiện tại, Djokovic vẫn đang ngự trị ngôi vị số 1 thế giới với 9.865 điểm. Tuy vậy, khoảng cách giữa Nole với người đứng sau là Rafael Nadal đã bị rút ngắn xuống còn 640 điểm. Tại Singapore GP, Yuen Paul song Charles Leclerc đã phải ngậm ngùi nhìn Sebastian Vettel giành chiến thắng sau cùng. Phát biểu sau cuộc đua, Leclerc tỏ ra bất bình vì chiến thuật của Ferrari khi đội đua của Ý buộc tay đua người Monaco đảm bảo chiến thắng cho Vettel. Vài ngày sau khi Ferrari lên tiếng dàn xếp nội bộ ổn thỏa, đến lượt Charles Leclerc thừa nhận bản thân mắc sai sót vì không kiềm chế được cảm xúc. Tôi nghĩ rằng phản ứng của mình lúc đó là hơi thái quá, tôi sẽ rút kinh nghiệm và điều này sẽ không tái diễn trong tương lai. Đội đua đã làm rất đúng, nếu không sử dụng chiến thuật đó, có lẽ chúng tôi đã không thể giành chiến thắng 1-2. Vào cuối tuần này, đường đua F1 sẽ sôi động trở lại với chặng đua diễn ra tại Sochi, Nga. Mike Tyson là một trong những võ sĩ vĩ đại nhất làng quyền Anh. Theo đánh giá của ESPN, Tyson là tay đấm dẫn đầu danh sách những võ sĩ hạng nặng ra đòn mạnh nhất trong lịch sử. Sức mạnh đáng sợ của Mike khiến người hâm mộ đặt ra câu hỏi liệu tay đấm người Mỹ có thể thống trị MMA như quyền Anh. Trước thắc mắc của dư luận, huyền thoại Mike Tyson cho hay bản thân sẽ thất bại nếu thử sức ở UFC. Tôi không biết mình sẽ làm được gì ở UFC hay không. Bởi những lần xem các võ sĩ thi đấu, tôi đều thấy họ giảm lên chân đối thủ. Chân tôi thì không được tốt. Nếu ai đó tấn công vào chân, tôi sẽ bỏ cuộc ngay lập tức. Mới đây, ESPN đã công bố danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất NBA mùa giải 2019-2020. Sau 9 năm, vị thế độc tôn của LeBron James đã bị phá truất khi ngôi sao 35 tuổi này chỉ đứng ở vị trí thứ 3. Đây là lần đầu tiên trong 9 năm, ngôi sao của LA Lakers bị đánh bật ra khỏi vị trí số 1. James Harden và Anthony Davis lần lượt chiếm lĩnh vị trí thứ 4 và thứ 5. Trong khi đó, Stephen Curry, thánh bắn 3 điểm NBA đứng ở vị trí thứ 6. Thánh bắn 3 của NBA đứng ở vị trí thứ 6. Hiện tại, hai vị trí dẫn đầu vẫn đang bỏ trống, song không khó để tìm ra hai gương mặt này là MVP Giannis Antetokounmpo và nhà đương kim vô địch Kawhi Leonard. Ở vòng 3 giải cầu lông quốc tế diễn ra tại Maldives, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã phải dừng bước sau thất bại trước đối thủ hạng 96 thế giới Sergey Sirin. Nối gót Tiến Minh, tài năng trẻ 19 tuổi Nguyễn Hải Đăng cũng gác vợt khi để thua tay vợt người Ấn Độ Sri Verma. Đáng tiếc nhất có lẽ là trường hợp của Phạm Cao Cường. Theo đó, tay vợt Việt Nam giành vé vào tứ kết sau buộc phải rút lui vì bị tụt canxi máu sau chiến thắng 21-19, 20-22, 21-19 trước Karuna Rana. Ở nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang không tốn quá nhiều sức để giành quyền đi tiếp, bởi đối thủ của cô xin rút lui khi trận đấu chỉ mới bắt đầu được 5 phút. Trên Twitter chính thức, Invictus Gaming đã công bố đội hình tham dự chung kết thế giới năm nay. Trong đó, mọi chú ý đổ dồn vào vị trí huấn luyện viên trưởng khi cái tên dẫn dắt IG sẽ là Mafa thay vì Kim Karam. Động thái này gần như nhằm khẳng định nhà đương kim vô địch sẽ sa thải Karam. Karam là vị huấn luyện viên trưởng thứ hai mất việc ngay trước thềm chung kết thế giới 2019. Trước đó, Griffin, á quân LCK mùa hè 2019 cũng đã chấm dứt hợp đồng với CVMAX. Đại diện của Hàn Quốc sẽ có trận đầu tiên tại chung kết thế giới 2019 gặp G2 vào lúc 23 giờ ngày 13 tháng 10. Trong khi đó, IG sẽ khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng trận đấu với AHQ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 12 tháng 10. Theo nguồn tin từ BBC, sau nhiều lần triệu tập bất thành, phía cảnh sát Anh đã phát lệnh truy nã quốc tế với Akut Terkinator Baskan, người mang tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và sử dụng phần mềm trái pháp luật. Terkinator từng có khoảng thời gian dẫn dắt 1907 Fenerbahce, một trong những tuyển liên minh huyền thoại hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ. Đây chính là đội tuyển đã gục ngã trước Phong Vũ Buffalo tại vòng khởi động MSI 2019. Về phía 1907 Fenerbahce, tổ chức này đã sa thải Terkinator vào hồi tháng 8 vừa qua, sau khi phát hiện lý lịch không rõ ràng, cũng như hành động dox các trận liên minh huyền thoại đã leo rank.